Hạnh phúc, vỡ òa và tự hào có lẽ là những chính từ cảm xúc xác thực nhất để lột tả dòng cảm xúc đang sôi sục trong lòng ngực của hàng triệu Red Devils chân chính trên khắp hành tinh vào lúc này. Bởi lẽ sau bao nhiêu cay đắng và sự vũ nhục, Manchester United cuối cùng đã có được danh hiệu đầu tiên để phá đi cơn khát danh hiệu kéo dài và đầy khốn khổ. Đã 5 năm kể từ lần đầu tiên Manchester United quay trở lại Wembley, đã gần như 2 thập kỷ, Newcastle mới được nếm hương vị của một trận chung kết. Cuộc đối đầu vào đêm qua quả thực là một cuộc chiến khốc liệt giữa đôi bên. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn thuộc về đội bóng mạnh hơn, xứng đáng hơn và đẳng cấp hơn. Trong một tuần qua, nơi đỏ thành Manchester đã phải bước vào hai trận đánh lớn. Sau khi xuất sắc đánh bại đại diện đến từ xứ Catalonia, thì nạn nhân tiếp theo chính là Newcastle United. Đặc biệt hơn khi đây là trận chung kết đầu tiên của MU sau 6 năm trời. Một cái kết viên mãn tại Wembley và nó cũng chứng kiến sự khởi đầu cho hành trình thống trị của Manchester United dưới triều đại của Erik ten Hag. Tôi là biên tập viên Mai Anh Tài và tôi xin chúc mừng cũng như tuyên bố rằng hơi các Red Devils rực lửa, MU đã có cho mình danh hiệu đầu tiên sau 6 năm ròng rã. Những cung đường dẫn thẳng đến sân vận động Wembley dường như không còn bất kỳ chỗ trống nào. Các cổ động viên Newcastle United đã diễu hành hơn 12 giờ đồng hồ tại đây. Còn với MU, sự cuồng nhiệt của người dân thành phố công nghiệp đã được thể hiện rõ bằng những chiếc pháo sáng, những cốc bia cầm trên tay, cùng với dàn đồng ca reo khắp nơi tại thủ đô London. Ten Hag và Eddie Howe hơn ai hết đã cảm nhận được sức nóng của trận chung kết này. So với trận đấu gặp Barcelona cách đây vài hôm, huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ có duy nhất hai sự thay đổi trong đội hình. Jadon Sancho sẽ ngồi ngoài và Antony sẽ là người xuất hiện bên phía hành lang cánh phải. Trong khi đó, Aaron Wan-Bissaka sẽ được thay thế bằng Diogo Dalot. Ở phía bên kia chiến tuyến, tâm điểm là màn quay trở lại của thủ thành Loris Karius. Trong khi đó, những cái tên cộm cán cho đội hình chích chòe như Kieran Trippier, Miguel Amiron, Callum Wilson hay là Bruno Guimaraes vẫn xuất phát ngay từ đầu. Đã từ rất lâu, các cổ động viên mới được chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời đến từ thánh đường Wembley như vậy. Và sau khi trọng tài David Conte nổi tiếng còi khai cuộc, sức nóng của trận đấu đã được đẩy lên một cách cao trào. Những pha va chạm nảy lửa ở khu vực giữa sân cùng với tấm thẻ vàng của Diogo Dalot đã nói lên sự khốc liệt trong 10 phút đầu tiên. Trong quá thời gian tiếp theo, trận đấu có phần bị loãng ra sau tình huống nằm sân của Fabian Schär và Lisandro Martinez. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, tình huống bóng sút phạt bên phía hành lang cánh trái của Luxor, Casemiro đã có pha băng cắt tuyệt vời đánh bại Loris Karius, mở tỷ số cho MU. Casemiro từng có hàng tá những trận chung kết trong sự nghiệp của mình và lại một lần nữa DNA của nhà vô địch đã được tiền vệ người Brazil đem đến Manchester và bây giờ là Wembley. Với khí thế ngút trời sau bàn thắng mở điểm, Quỷ Đỏ tiếp tục tấn công. Trong lúc các cổ động viên còn đang bàn tán xôn xao về pha lập công của Casemiro, thì chỉ 5 phút sau, trong một tình huống lên bóng, lại là Weghorst. Lần này tiền đạo người Hà Lan không làm tường, mà chính anh đã kiến tạo để Marco Rashford bứt tốc đối mặt với Loris Karius. Tưởng chừng cú sút của tiền đạo người Anh sẽ trở nên vô hại. Tuy nhiên bóng đã vô tình chạm vào chân của Fabian Schär, khiến Karius chỉ còn biết ngoái lại nhìn bóng lăn vào lưới. Hai bàn thắng của nửa đỏ thành Manchester đã diễn ra thực sự chóng vánh. Và sau hiệp đấu đầu tiên, nhiều cổ động viên của Quỷ Đỏ đã nghĩ đến viễn cảnh Bruno Fernandes cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp bạc dưới ánh sáng hoa lệ của thánh đường Wembley. Sau hiệp đấu đầu tiên có phần bế tắc trong khâu tấn công, Newcastle đã tung bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak vào sân. Trong khi đó, ở hai trận đấu gần nhất, bộ đội Wan-Bissaka và Diogo Dalot thường xuyên được huấn luyện viên Erik ten Hag luân phiên sau mỗi trận đấu. Những phút đầu của hiệp 2 vẫn là thế trận đôi công của đôi bên. MU lên bóng nguy hiểm thì ngay lập tức Newcastle cũng phản đòn. Tuy nhiên nhìn chung cả hai đội vẫn chưa tạo ra những cơ hội rõ rệt nào. Bị dẫn trước 2-0, Newcastle bắt đầu dâng cao đội hình và chấp nhận chơi mạo hiểm hơn từ phút 65 trở đi. Joelinton, Trippier liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành của MU. Tuy nhiên trước mặt David De Gea là hai nhà vô địch thế giới, Martinez và Varane. Vậy nên việc xuyên thủng lớp phòng ngự kiên cố này là điều không thể. Trong lúc Newcastle đẩy cao đội hình thì đây chẳng khác nào thời cơ để MU tận dụng những tình huống phản công. Thậm chí Quỷ Đỏ có thể ghi thêm bàn nếu như Luxor chính xác hay Marco Rashford tinh tế hơn một chút. Những phút cuối cùng chứng kiến sức ép nghẹt thở của Newcastle. Tuy nhiên có vẻ như mọi thứ đã kết thúc với thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe. MU đã dựng chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành của David De Gea. Vì vậy thật khó để chích chòe nghĩ về bàn thắng trong phần còn lại của trận đấu. Những phút cuối, MU thậm chí có thể ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên 2-0 đã là quá đủ để thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag chạm tay vào chiếc cúp sau 6 năm chờ đợi. Khoảnh khắc trọng tài David Coutte nổi tiếng còi khép lại trận đấu cũng là lúc Erik ten Hag không giấu nổi được niềm vui của mình. Ông cập bến đội bóng sân Old Trafford với những sự hoài nghi.
thậm chí niềm tin dành cho chiến lược gia 53 tuổi còn bị suy giảm sau 2 trận thua đầu mùa. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, ông đang cùng với Manchester United đi một chặng đường thật kỳ diệu. Mấy ai nghĩ vào lúc này, Quỷ Đỏ đang trong men say chiến thắng. Mấy ai nghĩ Erik ten Hag và các học trò có thể níu lấy một danh hiệu ở mùa giải năm nay. Vậy nên khoảnh khắc vào ngày hôm qua tại Wembley chứng kiến một hành trình thật nhiều gian nan và cảm xúc của huấn luyện viên Erik ten Hag. 6 năm không phải là một quãng thời gian ngắn, nhưng nó đủ dài với các Manusian. Với một đội bóng có thâm niên và truyền thống như Manchester United, cơn khát danh hiệu trong nửa thập kỷ qua là điều không thể chấp nhận. Solskjaer, Jose Mourinho, rồi Luis Van Gaal đến đây. Tuy nhiên chưa ai để lại nhiều niềm tin bằng sự hiện diện của Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan đến cũng là lúc các cổ động viên dần mơ về thời kỳ hoàng kim của Quỷ Đỏ sẽ quay trở lại. Kịch bản Fuzzy Time đã diễn ra vài lần ở mùa giải năm nay. Câu cửa miệng bật như mang đang một lần nữa hiện diện trong lối chơi của Quỷ Đỏ. Thứ tinh thần bất diệt, không bao giờ bỏ cuộc đang trở thành kim chỉ nam trong cách quản lý của ông. Sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ tài năng và những gương mặt có thâm niên đã và đang đúc kết một Manchester United trở nên bất diệt. Trận đấu đêm qua không phải là một trận đấu mang tính chất chuyên môn quá cao. Tuy nhiên đẳng cấp của MU luôn được đặt đúng thời điểm. Bàn thắng mở tỷ số của Casemiro chính là bước ngoặt của trận đấu này. Sau cú sút của Marcus Rashford cũng đã khiến trận chung kết tại Wembley gần như được định đoạt chỉ sau 45 phút đầu tiên. Mở sân hiệp 2, Newcastle United hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của David De Gea. Chiến thắng này của MU đã chứng minh cho giới chuyên môn thấy rằng Newcastle chỉ là một đại gia mới nổi và chưa thể nào là một thế lực của bóng đá Anh. Chiều sâu của Newcastle vẫn còn quá mỏng, và đó là lý do tại sao trong quãng thời gian vừa qua, Trịch Chòe đã có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua cho vị trí vào top 4. Còn MU chỉ cần vài cầu thủ đẳng cấp, họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Với Casemiro trong đội hình, tuyến giữa của MU dường như được bịt kín tất cả lỗ hổng. Với Rashford trên hàng công, MU cũng hoàn toàn có thể xuyên thủng mảnh lưới của bất cứ đội bóng nào. Và chỉ cần có vậy, cúp đã về tay với đoàn quân Ten Hag một cách dễ dàng. Không cần chảy ra chắc vậy, chỉ cần vài ba miếng đánh nhẹ nhàng, MU đã hạ bệ Newcastle một cách dễ dàng để mang chiếc cúp Carabao về vòng trước 7. Mục tiêu Carabao đã hoàn thành, giờ đây thầy trò Ten Hag sẽ trở lại guồng quay của Ngoại hạng Anh và bắt đầu chiến dịch FA Cup cũng như vòng 16 đội Europa League. Vẫn còn hàng tá những mục tiêu đang chờ MU ở phía trước, và đội bóng chủ sở Old Trafford sẽ phản kháng như thế nào khi lịch thi đấu ngày một dày hơn. Sau đây 4 ngày, Quỷ Đỏ sẽ tiếp đón West Ham tại vòng 4 FA Cup, và chỉ hơn 72 giờ đồng hồ tiếp theo, đoàn quân của Ten Hag sẽ di chuyển đến Merseyside đối đầu với đại kình địch Liverpool, và sau đó là hành trình chinh phục Europa League bằng trận tiếp đón Real Betis ngay trên sân nhà. Và lúc này, MU cần quên đi bữa tiệc hoành tráng vừa diễn ra tại Wembley để tiếp đón những thử thách gian nan tiếp theo. Ten Hag hiểu rằng Carabao Cup là chưa đủ ở mùa giải năm nay. Trước khi trận chung kết diễn ra, chiến lược gia người Hà Lan tuyên bố MU chỉ diễu hành bằng xe buýt 2 tầng khi câu lạc bộ đạt 2 danh hiệu trở lên. Vì vậy không bất ngờ khi ngày mai các cầu thủ sẽ tiếp tục quay trở lại Carrington để sẵn sàng chinh phục những thử thách gian nan ở phía trước. Khoảnh khắc Erik ten Hag và các học trò nâng cao chiếc cúp tại Wembley thật viên mãn, và chúng ta hy vọng rằng đây chưa phải là hồi kết cho một mùa giải đại thành công của nửa đỏ thành Manchester. Chiếc cúp Carabao dự kiến sẽ là chất xúc tác rất lớn để đưa Quỷ Đỏ hướng đến những danh hiệu tiếp theo ở mùa giải năm nay. Hiện tại đội bóng Old Trafford đang là đội bóng duy nhất tại châu Âu còn thi đấu ở 3 đấu trường. Vậy nên từ giờ cho đến cuối tháng 5, không biết điều gì đang chờ thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag ở phía trước.